Quý khách hàng đang tìm nhà ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quý khách hàng đang tìm nhà gần với trường đại học kiểm sát, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Thiết kế 5 tầng, diện tích 30m, hướng nhà là hướng Tây, cổng ngõ riêng, thiết kế gần như ở đây là xây dựng độc lập một căn. Và với căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Vị là màu trắng, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ xong xuôi, hồ sơ điện riêng, nước riêng, sử dụng nước thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội công tơ riêng biệt, bàn giao nhà được luôn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với những cái ngôi nhà diện tích 30, 31, 32m thì thiết kế cái công năng sử dụng hài hòa. Tuy nhiên thì nó không thể được tuyệt đối như quý vị mong muốn là một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng. Thì những cái đấy diện tích nó phải lớn hơn thì mới thiết kế được. Còn như thế này thì là chủ đầu tư thiết kế tối đa cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình thôi ạ. Thiết kế toàn bộ phần không gian phòng bếp của ngôi nhà đây. Chủ nhà ốp thiết kế tủ bếp. Ở đây là xung quanh thiết kế tủ bếp lên trên tới tận trần cho quý vị. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite. Rồi là phụ kiện chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện của tủ bếp thiết kế toàn bộ là inox 304. Ngoài ra, phần tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Công năng sử dụng như vậy 30m xây 5 tầng là tổng sử dụng 150m2. Thiết kế như thế nào để mà hài hòa, hợp lý, sử dụng hợp lý nhất cho quý vị. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC ở đây. Đó. Ở dưới đồng thời thiết kế thêm cho quý vị ba cái tủ nhỏ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của trụ cầu thang thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Từ vị trí ngôi nhà này xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Ở đây thì gần với trường tiểu học Kim Đồng Dương Nội, gần với lại trường đại học kiểm sát. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường đại học kiểm sát khoảng tầm 800m thôi thưa quý vị. Và ra tới trục đường ngã tư Lê Trọng Tấn thì khoảng tầm 1,2 km. Mời quý vị. Và ngay từ đầu chia sẻ, em đã chia sẻ với quý vị là tầng 2, tầng 3, tầng 4. Thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như trên video. Bởi vì diện tích 30m, thiết kế mỗi một tầng, một phòng, nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 2, chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị rèm cửa điều hòa. Đây là rèm cửa đây mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Rèm cửa được lắp đặt đầy đủ, cửa sổ thì thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa inox, được sơn tĩnh điện, điều hòa, hệ thống trần thạch cao, thiết kế xong xuôi. Ở dưới chân của Ngọc Ánh thì thiết kế sàn gỗ. Đó, phòng ngủ rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Và tiếp theo, phòng vệ sinh thì đặt ở phía bên ngoài, rất là thoáng. Nhiều chủ đầu tư thì thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên trong, tuy nhiên thì nó do cái khổ đất cũng như do tùy từng thiết kế. Trên phía ở tầng 2, đây phòng vệ sinh đây, là có lắp vách kính tắm đấy mọi người ạ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cái công năng sử dụng thì tuyệt đối. Mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Thưa quý vị có nhận ra điểm khác biệt không ạ? Ở phía tầng 2 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô cửa sổ to. Còn ở trên phía tầng 3, chủ nhà thiết kế cho quý vị hai ô cửa sổ hai bên. Đó, nó chỉ là khác biệt như thế thôi. Còn đâu thì thiết kế đầy đủ cho quý vị, gồm điều hòa, rèm cửa, sàn gỗ, đó, hệ thống trần này cao, cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh của ngôi nhà này thì thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thiết kế tương tự như phòng vệ sinh ở dưới tầng 2, đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Quan trọng là vị trí bất động sản nằm ở đâu, giá bán ra sao, xung quanh khu dân cư đông đúc, gần với chợ, trường, trường mầm non, tiểu học, đại học. Nói chung là với cái vị trí ngôi nhà này đi lại cực kỳ là thuận tiện. Nếu như quý vị có đi làm ở cung đường Hoài Đức, Lê Trọng Tấn đi ra Hoài Đức, ra tới Thiên đường Bảo Sơn và đi ra đại lộ Thăng Long, ra Mỹ Đình thì cũng tương đối là gần nha. Mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng
2 tầng 3. Như vậy, mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ thì tổng là 3 phòng ngủ cho một ngôi nhà 5 tầng, diện tích 150 mét sử dụng. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi, phòng ngủ nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng thông thoáng nha quý vị. Đó, cho nên tại vì sang ngoài chia sẻ là cái công năng sử dụng của nó là tương đối hài hòa. Phòng vệ sinh ở tầng 4 đây. Chỉ có duy nhất phòng vệ sinh ở tầng 4 thì không lắp vách kính mà thiết kế đơn giản như thế này. Nói chung là quý vị đến xem nhà có như thế nào, ở trên video thì quý vị đến xem nhà nó là như vậy. Bán nhà theo hiện trạng. Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và trên tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần không gian phòng thờ. Đây, ánh sáng tự nhiên, đầy đủ, phòng thờ nhỏ nhắn, phần còn lại là sân phơi. Với vị trí ngôi nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh hàng xóm đây quý vị có thể nhìn thực tế. Sân phơi tương đối là rộng rãi, thiết kế của ngôi nhà hợp lý, 5 tầng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.